chào quý khán thính giả chương trình thời sự trong tuần của TV Tuần San Online, phát hình thứ tư ngày 9 tháng 8 2023 từ thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi, Vũ Hà và chủ bút Nguyễn Hồng Anh. Xin chào quý vị. Chào anh. Chào Vũ Hà và chào quý khán thính giả của TV Tuần San Online. Thưa quý vị, như thường lệ, mở đầu bằng thời sự Việt Nam. Thưa anh có biết tin tức gì về gia đình tử tù Nguyễn Văn Chưởng vừa được cuối tuần qua đó được thông báo là làm đơn để nhận xác hoặc là cho cốt không anh? Vâng, thưa Vũ Hà và thưa quý khán thính giả của TV Tuần San, trước khi trả lời câu hỏi về anh Nguyễn Văn Chưởng thì chúng tôi muốn nói một chút đến về cái giải túc cầu thế giới nữ trong thời gian này. Thì như là quý vị đã biết rồi là Việt Nam đã trở về nhà sớm sau khi mà trong cái vòng đấu 32 nước ha. Và cái trận cuối cùng mặc dù là chắc chắn là không đi vô được vòng 16 rồi nhưng mà vẫn phải đấu, mà đấu với là Hà Lan và đã thua rất là đậm, thua là 0-7. Thành thực ra khi mà thua như vậy thì ông huấn luyện viên Mai Đức Chung, ông có nói một câu này, nói rằng là quả thực cầu thủ đã thi đấu bằng tinh thần Việt Nam nhưng lực bất tòng tâm. Thưa quý vị, khi mà nghe nói rằng là cầu thủ Việt Nam đã đá với tinh thần Việt Nam thì tôi cũng không hiểu ông muốn nói cái gì. Thật sự hoàn toàn không hiểu ông muốn nói gì. Có phải là ông nói cái tinh thần mà từ cao từ đại của các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam không? Bởi vì Việt Nam luôn luôn khi nào cũng từ cao. Thì đó là cái câu nói mà đáng nhớ, lưu ý sau cái trận đấu với Hà Lan là các cầu thủ Việt Nam thi đấu bằng tinh thần Việt Nam nhưng mà lực bất tòng tâm. Ở trong cái đó thưa quý vị, Úc thì họ không có tuyên bố gì ở Mỹ hết, vào cái đá thôi. Và vào cái trận đá đầu tuần này thì Úc đã thắng Đan Mạch 2-0. Và Thủ tướng Úc Albanese, ông có nói thế này, nếu vào cái trận vào thứ Bảy cuối tuần này khi đấu với nước Pháp mà đội Matildas thắng cái đội Le Bleu, là Bleu là màu xanh là của Pháp đó, thì ông sẽ hội ý trong cái cuộc họp với các lãnh đạo của các tiểu bang và các lãnh thổ để đề nghị là cả nước có một ngày nghỉ nếu Úc được vào chung kết. Tức là nếu mà đá thắng Pháp vào cuối tuần này thì Úc sẽ được vào chung kết. Thì thưa quý vị, mục đích của ông nói như vậy là thế nào? Ông nói thế này, bởi vì liên bang không có quyền ra cái ngày nghỉ lễ, chỉ có các tiểu bang và các lãnh thổ thôi. Thì ông sẽ gặp trong buổi họp sẽ đề nghị cái đó và ông nghĩ rằng là hy vọng họ sẽ được chấp nhận. Bởi vì đây là một cái hình thức để mà gọi là khích lệ cái giới trẻ. Thì mai mốt họ có thể có những cái người vô họ gia nhập những cái đội banh nữ Matildas hay là cái đội banh nam Socceroo. Và đồng thời cũng để mừng cái vừa rồi trong tuần này, cái đội Diamond, cái đội bóng rổ của Úc đã thắng Anh. Và đã đạt cái giải vô địch thế giới bóng rổ tại bên Nam Phi. Thì thưa quý vị, đó là cái tin về bóng Việt, những cái trận túc cầu. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là Úc thắng để mọi người được có một ngày nghỉ, một public holiday. Và bây giờ chúng tôi xin nói về cái câu hỏi của Vũ Hà về cái trường hợp ông Nguyễn Văn Chưởng. Thì thưa quý vị, Nguyễn Văn Chưởng là vào năm 2007, ông bị cáo buộc về cái tội giết một công an đang đi ở ngoài đường để mà lấy cái điện thoại, thì bị kết cái tội tử hình vì đã giết người và cướp đoạt tài sản. Thì từ năm 2007 thì Nguyễn Văn Chưởng đã qua những cái phiên tòa sơ thẩm, rồi trung thẩm và cuối cùng là giám đốc thẩm, ba cái tòa. Và qua ba phiên tòa đó, Nguyễn Văn Chưởng đều nói rằng là mình vô oan và bị ép cung. Thì vào cái phiên tòa giám đốc thẩm là cuối cùng đó, thì bên phía gọi là Viện Kiểm soát Tối cao đã đề nghị rằng là bởi vì có những cái bằng chứng nó không có rõ ràng và có những cái còn nghi ngờ, thành thử đề nghị là hủy các phiên tòa đó để bắt đầu làm lại, bắt đầu xử lại. Nhưng mà cái bên ông chánh án thẩm phán tối cao và là ông khi đó là ông Trương Hòa Bình, ông tướng Trương Hòa Bình, thì ông bác bỏ cái đề nghị của Viện Kiểm sát, tức là những công tố viên đó yêu cầu cho xử lại.
Thì vào cái anh bị như vậy là lâu lắm rồi, cũng là 16 năm rồi. Thì vào ngày 4 tháng 8 vừa qua thì tòa án Hải Phòng gửi cho ông bố là ông Nguyễn Trường Chinh cái thư báo là như bộ Hải Phòng nói là mời đến để mà làm đơn để mà xin nhận xác hoặc là nhận cho cốt. Cho cốt. Và ông này rất ngạc nhiên bởi vì không có cho biết về cái lệnh là lúc nào là thi hành án, mà bây giờ chỉ làm tới làm cái giấy để mà nhận xác hay là nhận tự hay là nhận tro. Thành ra ông rất là kinh hoàng. Và ông có kêu gọi, ông nói rằng, ông nói với là cái tòa án rằng tôi nếu mà tôi đến tôi nhận xác thì tôi sẽ lấy cái xác đó tôi đem lên ở trên Trung ương Đảng và là chính phủ để tôi khiếu nại về cái sự minh oan lý oan, thì gọi là cái công minh lại cho con của tôi. Và đồng thời thì cả nước là coi như là gọi như là rất là chú ý, và họ gọi là một cái cơn bão dư luận. Thì có những người như là ông nhà báo Nguyễn Đức của tờ báo Luật pháp Thành Hồ, ông đã gửi một cái email cho ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào đôi khoảng ban đêm giữa 12 giờ khuya, rồi yêu cầu là ông hãy lấy tư cách là chủ tịch nước để yêu cầu ra cái lệnh ngưng thi hành án ngay đó. Thì ông Võ Văn Thưởng có trả lời, ông nói tôi đã nhận được email của anh, chỉ nói vậy thôi. Và đồng thời thì ân xá quốc tế vào ngày hôm 7 tháng 8 vừa rồi thì họ cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy dừng ngay cái mời kế hoạch thi hành án tử hình này, bởi vì họ nghĩ rằng là rất là lo ngại về cái việc mà ông Nguyễn Văn Trượng này bị ép cung, cũng như là khi những cái phiên tòa của Việt Nam nó thiếu công minh. Thì rõ ràng như bộ Hà thấy là cái ông ở bên viện kiểm sát tối cao, tức là công tố viện, yêu cầu xử lại hủy cái tất cả những cái vụ mà xử trước để bắt lại từ đầu, nhưng mà cái tòa án tối cao không chấp nhận. Thì thưa quý vị, rất là nhiều luật sư, rất là nhiều người họ đề nghị rằng là nên ngưng xử án, mà đồng thời cũng nên gọi là lên, mình gọi là lên hủy cái những cái án tử hình này đối với Nguyễn Văn Trượng cũng như là đối với ông Hồ Duy Hải. Bởi vì họ nói rằng cái những cái phiên tòa này sự nó không công minh và nó sai sót nhiều lắm, và những cái bằng chứng không thuyết phục được, mà nếu bây giờ giết người ta đi thì sau này nếu mà tìm ra được những cái thủ phạm thì như vậy là giết oan. Bởi vì trong quá khứ đã có xảy ra, ở bên Việt Nam đã xảy ra nhiều cái vụ là có những người bị án tù mà 20 năm sau thì mới biết, mới là tìm được cái thủ phạm và cái đó cho họ là trắng án. Thế như vậy nó quá trễ. Mà nếu mà để giết người ta rồi thì làm sao mà lấy lại cái mạng sống của ta được. Còn chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đó anh, đầu tuần này đã sẽ vô Sài Gòn để thăm giám mục Việt Nam, đó là có một cái dấu hiệu gì không anh? Vâng, thưa quý vị, vào đầu tuần này thì ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch nước đã vào Sài Gòn gặp cái Hội đồng giám mục Việt Nam. Mà trước đó vào ngày 27 tháng 7 đó, thì ông đã qua bên Vatican để gặp giáo hoàng Francis theo lời mời của giáo hoàng. Và đương nhiên là giữa hai bên có những cái cam kết với nhau, là một bên thì sẽ là giúp cho cái giáo hội Việt Nam được có một số hoạt động bình thường, và một bên thì cam kết rằng là sẽ hợp tác với nhà nước Việt Nam để gọi mình kiểu gọi là đẹp đời tốt đạo, đại khái vậy. Và sau cái chuyến công du ở bên Vatican thì ngày 7 tháng 8 vừa qua, ông vào Sài Gòn, ông thượng vào Sài Gòn để gặp Hội đồng Giám mục Việt Nam, một người đứng đầu là Tổng Giám mục Nguyễn Năng. Thì hai bên nói chuyện với nhau và cũng là gọi là cùng cá tùng nhau. Và ông Võ Văn Thường thì ông cho biết là giáo hội đảng sẽ xem xét về cái vấn đề là cho giáo hội Việt Nam được mở lại các cái trường học giống như là ngày xưa. Thì như vậy là có những cái tín hiệu rất là tốt đó, từ khi đi gặp giáo hoàng. Và trong cái buổi phiên họp với là Hội đồng Giám mục Việt Nam thì ông xác nhận lại cái thông báo chung là hai bên Hà Nội và Vatican đồng ý để có một cái đại diện thường trú. Thưa quý vị, để cho đến bây giờ Việt Nam không có, thứ nhất là đương nhiên là không có khâm sứ tức là đại sứ đấy, và cũng không có cái người đại diện ở Việt Nam thường trú, mà chỉ ở bên Singapore mà thôi, thỉnh thoảng qua Việt Nam. Nhưng mà bây giờ chấp nhận cho đại diện thường trú ở Việt Nam, đó là một cái bước tiến tương đối là
gần nhau giữa giáo hội và nhà nước Cộng sản Việt Nam. Mà thưa quý vị, vào đầu tháng này này, đầu năm này tôi cũng có được một vài nguồn tin ở Việt Nam cho biết là vào tháng 7 này là thế nào là cũng sẽ có giữa Việt Nam và Vatican sẽ có một cuộc họp mặt cấp nào đó mà không biết nữa, và sẽ có đến cái việc là có một cái đại diện thường trú tại Việt Nam. Và đồng thời họ cũng nói rằng là sau khi mà có cái đại diện thường trú rồi, đại diện thường trú phải có chỗ ở chứ. Đó. Khi mà đại diện thường trú rồi sẽ có đến cái đại sứ, tức là khâm sứ, mà khâm sứ thì phải có chỗ ở. Thành thử ra họ nói rằng là họ sẽ tòa thánh cũng như là giáo hội Công giáo Việt Nam tòa thánh sẽ có một sự gọi là nói chuyện giữa hai bên để nhà nước trả lại cái tòa khâm sứ cũ lại cho giáo hội Việt Nam. Và đồng thời tôi cũng có nghe vào đầu năm này họ nói với tôi đó là rất có cái cơ hội là Đức Giáo Hoàng trong thời gian gần gần tới, trong một vài năm sẽ thăm Việt Nam, tức là sẽ cũng như Việt Nam. Mà cái đó hình như là Tổng Giám mục Nguyễn Nam cũng nói rằng là hy vọng trong tương lai thì Giáo Hoàng sẽ thăm Việt Nam. Bởi vì tôi còn nhớ là vào năm 1999 khi mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua bên Mỹ mà gặp cộng đồng Việt Nam ở bên đó, thì Đức Giáo Hoàng có nói rằng là tôi rất là muốn thăm Việt Nam và tôi muốn rất cả những người Việt Nam yêu nước hãy giúp đỡ nước Việt Nam cũng như là giúp đỡ cái Giáo hội Công giáo Việt Nam. Và nếu tôi được mời, Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói nếu tôi được mời thì tôi sẽ đi thăm Việt Nam. Đó là cái ước muốn của các vị Giáo Hoàng La Mã. À vâng. Còn cái vụ án mà Vạn Thịnh Phát đó anh, thì năm ngoái đó, khoảng tháng 10 đó bùng nổ dữ dội đó, thì cho tới nay đó thì cái vụ đó như thế nào anh? Thưa quý vị, mới cách đây vài ngày, vào ngày thì ông tướng công an, phát ngôn viên của Bộ Công an là ông Tô Ân Sô, ông có tuyên bố là ông đã bắt công an đã bắt ông Nguyễn Cao Trí, tổng giám đốc công ty du lịch Sài Gòn và Đài Ninh về cái tội chiếm đoạt 40 triệu Mỹ kim của bà Trương Mỹ Lan. Thật sự thì cái ông Nguyễn Cao Trí đó, ông đã bị bắt lâu rồi và người ta chỉ nói rằng ông mất tích thôi, tại vì ông rời khỏi cái công ty mà không biết là ở đâu đi đâu, nhưng người ta đoán ông bị bắt, mà bị bắt mất tích từ tháng Giêng. Nhưng mà đến bây giờ sau 7 tháng thì Bộ Công an mới cho biết rằng ông đã bị bắt vì bị cái tội gọi là chiếm đoạt tài sản 40 triệu Mỹ kim của bà Trương Mỹ Lan. Bà này bày giao cho ông để ông làm những cái dịch vụ là kinh doanh. À, nhưng mà sau khi bà ta bị bắt thì ông lấy cái tuệ, ông coi như là làm lại sổ sách và có hủy bỏ tất cả giấy tờ hết để coi như là lấy cái số tiền 40 triệu đô la cho mình. Thành thử ra cái tội mà lấy tiền đó, nhà nước lấy tiền thì được, nhưng mà nếu người khác mà lấy tiền là không được. Bởi đó ông mới bị bắt giam từ tháng Giêng cho đến nay, và bây giờ công an mới nói rằng là ông ta bị bắt vì cái tội là coi như là cướp đoạt tài sản, chiếm đoạt tài sản của người khác là 40 triệu đô la. Vâng. Thực ra quý vị thấy là công an là có nhiều cái chuyện là nó không có rõ ràng. Ngay cả cái bà Nguyễn Thị Hồng đó, vào tháng 10 năm ngoái đó, khi mà bị bắt cùng với bà Trương Mỹ Lan, sau đó một cái ngày gì đó thì bà chết ở trong khi trong trại giam, chết ngay ở trong trại giam, nhưng mà không biết là chết vì lý do gì hết. Họ có tuyên bố khi đó là bà chết nhưng mà không nói là lý do gì chết. Vâng. Cho đến bây giờ này, đó bây giờ rất lâu lắm rồi, đó, từ tháng 10 đến bây giờ vẫn không biết tại sao bà Nguyễn Phương Hồng bị chết. Vâng, dạ. Còn báo chí Việt Nam nó mới đưa cái tin đó là một chương mới kết hợp giữa thông tin và truyền thông giữa Việt Nam và Australia. Vậy ở trong nó nói cái gì vậy? Vâng, thưa quý vị, vào tuần qua, vào cách đây một tuần thì ông Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin của Việt Nam, tức là Bộ trưởng, mình gọi là Bộ trưởng 4T đó, vâng, là ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ông đã qua ở Úc và gặp bà Bộ trưởng Truyền thông của Úc là bà Michelle Rowland. Và hai bên có ký một cái tuyên bố chung, về hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Thì đây là cái câu văn mà của tất cả báo chí Việt Nam đều viết giống nhau về cái bản tin này. Thì họ nói thế này: trên cơ sở tuyên bố chung, Việt Nam và Australia sẽ thiết lập các cơ chế hợp tác chính thức và thường xuyên để chia sẻ thông tin,
kinh nghiệm xây dựng thể chế chính sách, hoàn thiện môi trường để tăng tốc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Các quy định quản lý mạng xã hội, nội dung thông tin trên mạng và xử lý tin giả. Có lẽ trong tất cả cái nội dung của cái tuyên bố chung đó, cái câu cuối cùng tôi nghĩ rằng là đáng quan tâm, đó là họ sẽ quy định cái quản lý mạng xã hội. Facebook, YouTube, Twitter, đại khái vậy đó. Những cái nội dung trên mạng mà họ, và để xử lý thứ nhất là kiểm soát, thứ hai là xử lý những cái tin gọi là tin xấu, tin giả. Thì thưa quý vị, đó là một cái mà đối với Việt Nam là một cái bước tiến tốt đẹp, bởi vì họ không những họ có thể là quản lý thông tin của tất cả người dân ở trong Việt Nam, mà bây giờ họ có thể quản lý thông tin của người Việt ở nước Úc nữa, ở nước Úc thôi nha, không cả nước khác được, bởi vì hai bên có ký cái tuyên bố chung mà. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thưa quý vị, những người Việt Nam tị nạn ở đây, những người yêu quyền tự do không có gì mà để lo ngại, lo sợ và quan tâm gì hết. Bởi vì ở nước Úc này rất là tự do, muốn nói gì thì nói, chính phủ cứ bị phê phán hàng ngày mà không sao hết. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì chỉ một vài lời phê phán có thể là đi tù. Rất là nhiều người blogger viết ở trên đó đưa ra một vài cái ý kiến mà rất là xây dựng chứ phải không đó. Và rất nhiều người bây giờ là có trên 100 người vượt đang bị giam vì cái tội gọi là gì đó, mình gọi cái, nó hỏi gọi cái gì, gọi là lợi dụng tự do. Để mà kích động này khác. Thưa quý vị, là cái đó là cái tin lớn đối với Việt Nam, nhưng mà đối với chúng tôi và những người tị nạn ở đây thì cái tin đó không quan, chúng tôi không đáng quan tâm. Dạ, vâng. Quý vị đang xem video giới thiệu báo TV Tuần Sang, một tờ báo nổi tiếng ở Úc hơn 37 năm qua, nay trở thành tuần báo điện tử. Hãy lên Google đánh etvts.com.au hay vào mạng TV Tuần Sang Online, bấm vào bìa báo TV Tường Sang ở bên phải, rồi lật từng trang mà xem như báo giấy, đầy đủ tin tức, bài vở và các trang quảng cáo thương mại. Còn về thời sự thế giới đó thì thưa anh, chiến tranh giữa Nga với lại Ukraine hiện nay như thế nào anh? Thưa quý vị, cho đến bây giờ, sau 17 tháng, thì chiến tranh giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Và kể từ cái ngày mà 24 tháng 2 năm 2022, khi mà Nga cho lệnh vượt biên giới để tấn công Ukraine, thì chiến tranh càng ngày là càng bùng nổ dữ dội. Nhưng mà bây giờ không phải chiến tranh nó chỉ xảy ra ở trên đất của Ukraine. Chiến tranh bây giờ nó xảy ra ở trên đất của Nga. Và trong thời gian qua, mặc dù Ukraine tuyên bố họ sẽ gọi là phản công, nhưng mà bởi vì họ cái bước đi, những bước đi của họ rất là chậm. Nhất là vấn đề mà Nga trước khi họ rút lui, họ đặt mình rất nhiều. Và như vậy những chiếc xe tăng không có hữu hiệu khi mà tiến công. Thành ra bây giờ họ sử dụng những phương tiện khác, là sử dụng hỏa tiễn, sử dụng pháo và đặc biệt là sử dụng máy bay không người lái là drone. Và thưa quý vị, trong thời gian qua những chiếc drone đã bay qua những cái thành phố của Nga, và đặc biệt họ còn, những chiếc drone nó còn tấn công đến tầng cái điện cấp lính, rồi tấn công vào những cái trung tâm thành phố. Và song song với cái việc mà dùng drone để mà tấn công ở trên không, từ trên không, thì bây giờ họ coi như là Ukraine họ đã đi qua một cái bước mới và họ khá thành công, là họ sử dụng naval drone, tức là tàu không người lái. Thì như là quý vị có nghe gần đây là những cái chiếc tàu có chiến hạm của Nga đậu ở trong hải cảng Nga đã bị tấn công, mà bị thương, bị gọi là cũng nặng, không chìm nhưng mà nặng, theo người ta biết là nặng. Rồi đồng thời cũng một chiếc tàu hàng của Nga cũng bị tàu không người lái tấn công. Thành thử ra thưa quý vị, là cái chiến tranh bây giờ đó là rất có cơ hội là trong thời gian tới nó sẽ bùng nổ rất là mạnh, và nó sẽ tiến đến cái việc là Ukraine sẽ dùng hỏa tiễn, dùng máy bay không người lái, dùng những cái hỏa tiễn tầm xa, và rất có thể họ sẽ sử dụng luôn cả máy bay mới tối tân của Mỹ là F-16 để tấn công những cái cơ quan, hay là những cái đồn lính, hay là những cái
những cái nơi mà gọi là chiến lược mà về chiến tranh của Nga ở tại trên đất Nga. Và mới đây, gần đây nhất là chúng tôi có nghe có cái tin là một cái người Ukraine đã bị bắt, và ông Tổng thống cũng xác nhận cái điều đó, bởi vì cái bà này đã ghi là tất cả những cái lịch trình ở trên giấy tờ. Họ có bắt được và có cái bằng chứng là ghi lịch những cái lịch trình của ông đi thăm ở đâu đó của ông Tổng thống. Mục đích là để làm gì? Để báo cho tình báo của Nga, và Nga có thể nhân cái cơ hội đó sử dụng những cái thông tin đi lại của ông Tổng thống Zelensky để mà giết ông bằng dội bom hay là bằng gì đó. Thành thử ra thưa quý vị, rất là nguy hiểm, bởi vì nếu mà ông, chúng tôi nghĩ rằng nước Ukraine bây giờ sở dĩ mà còn đủ can đảm và cũng có cái sự phấn khởi và vẫn có ý chí quyết tâm để chống lại Nga là nhờ ông Zelensky. Vì ông rất là quyết tâm, một người rất là yêu nước và rất là quyết tâm để chống lại cái sự xâm lăng của Nga. Nhưng mà nếu ông mà mất đi đó thì rất nguy hiểm. Cái vấn đề mà mặt trận cũng như là cuộc chiến tranh nó sẽ xoay một cái chiều khác. Và thưa quý vị, nói về ông Zelensky thì chúng tôi cũng vừa biết rằng là ông đã ra lệnh cho gỡ cái búa với cái liềm, là cái biểu hiệu của Cộng sản đấy. Và cái biểu hiệu của Nga là cái búa với cái liềm. Việt Nam mình còn có đó, Đảng Cộng sản lại có cái búa với cái liềm. Thì hồi trước xây, cái đây là nó năm 81 gì đó, thập niên năm 1980 họ xây, và cái bức tường cao đâu khoảng là trên 60 mét, lớn lắm. Thì cái bức tường nó gọi là The Motherland, tức là mẹ tổ quốc đó. Và họ đã ra lệnh và đã gỡ cái búa về cái lợi liềm ở trên cái bức tường đó. Thì đó là một cái việc mà họ muốn không còn cái dấu vết của Nga đối với là Ukraine nữa. Và chúng tôi cũng có nghe cái thông tin kể từ năm tới thì quý vị biết là Nga với là Ukraine họ là theo chính thống giáo phương Đông đó. Và họ thường thường là họ mừng lễ Giáng sinh trễ hơn là những nước Tây Âu Châu, Tây Âu. Là Tây Âu là 25, Đạo Công giáo, Đạo Anh giáo thì là 25 tháng 12. Thì trong khi đó thì chính thống giáo họ mừng vào đâu khoảng tháng, những cái ngày tuần lễ đầu tiên của tháng Giêng. Thì Ukraine tuyên bố kể từ lần tới họ sẽ mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12, để coi như là tách biệt với những cái gì mà liên hệ đến với nước Nga. Vâng. Còn về thời sự nước Úc thì thưa anh, tình hình vận động cho cuộc trưng cầu dân ý hiện nay tới đâu rồi anh? Thưa quý vị, là những cái cuộc thăm dò mới nhất và được công bố vào đầu tuần này thì cho rằng chúng ta thấy rằng là có một sự cách biệt rất là rõ ràng trong xã hội Úc về cái vấn từ mà gọi là về giáo dục những người có bằng cao, những người có nói tiếng gì ở nhà, hay là những cái người mà theo tôn giáo nào đó, rồi tuổi tác, rồi giới tính, thì là có một sự khác biệt. Chẳng hạn như là cái người mà trí thức á, thường thường họ đa số họ bỏ phiếu cho yes. Cái người mà cái lời tức thấp á thì họ bỏ phiếu cho no. Đại khái là như vậy. Nhưng mà tổng thể đó thì cuộc thăm dò có tất cả là 5.417 người từ tháng 5 cho đến tháng 7 vừa rồi, đã cho thấy là 43% người ủng hộ yes, 46% ủng hộ no. Trong khi đó cái cuộc thăm dò 3 tháng trước á, tức là từ tháng 2 cho đến tháng 4 vừa rồi đó, thì cái người mà ủng hộ yes 54, từ bây giờ chỉ còn là 43 thôi. Và người ủng hộ nô trước đó là 38%, bây giờ lên 46%. Và xét về tiểu bang đó, thì cho đến bây giờ là có 2 tiểu bang trên một nửa đó ủng hộ nô. Hai tiểu bang đó là tiểu bang Queensland và Tây Úc. Trong khi tất cả những người tiểu bang mà ủng hộ yes đều xuống ở dưới 50%. Điều đó có nghĩa rằng là cái cuộc tuyển cử này đó là sẽ rất là có cơ hội là sẽ không có thành công. Thưa quý vị, luôn thì chúng tôi cũng có nói rằng là cho đến bây giờ nhiều người vẫn không hiểu cái yes là cái gì, cái voice là làm cái việc gì đó.
Thì các người trong chính phủ thì họ nói rằng là cái vội tiếng nói này mục đích để mà quan trọng là lo về sức khỏe, lo về giáo dục, lo về nhà ở và y tế cho người thổ dân. Nhưng mà thật sự cái tiếng nói gọi là cái tuyên bố từ gọi là the Uluru statement from the heart, tức là tiếng nói từ trái tim ở Uluru này đó, không chỉ đơn giản làm những công việc này đâu, mà cái mà chúng ta vẫn thấy đó là ở trên cái quảng cáo là cái tiếng nói đôi dài đôi khoảng là một trang thôi, rất là đơn giản, nhưng mà thật sự nó dài đến 26 trang. Và trong đó họ nói những cái vấn đề gì? Họ nói rằng á là họ khẳng định á là cái voice này á là một cái dụng cụ để đạt đến cái sự tự quyết, self determination, tự trị, autonomy, và có chính quyền riêng, self-employment, với một ủy hội sự thật gọi là Trust Commission, để làm gì? Để đòi bồi thường thiệt hại và trả dứt cái tài chánh, và cũng như là giải quyết vấn đề đất đai, nước, vấn đề tài nguyên. Thành thử ra nếu mà có tiếng nói này thì đây là những cái việc mà họ sẽ đòi hỏi, và chúng ta sẽ có là trong một nước có rất là nhiều nước. Và như cái ông lãnh tụ của đảng đối lập á, tức là ông Peter Dutton, ông có nói nếu mà chúng ta ủng hộ yes, có nghĩa rằng là cái tiếng nói này nó sẽ nằm ở trong hiến pháp và nó nằm trong đó mãi, không bao giờ thay đổi hết, trừ phi có một cái cuộc trưng cầu như mới lại để hủy cái đó, cái chuyện nó không bao giờ xảy ra. Thực ra nếu mà mình quyết định là ủng hộ yes thì phải coi chừng là có rất nhiều vấn đề xảy ra như tôi vừa nói như vậy. Vâng. Thưa quý vị, chương trình thời sự trong tuần đến đây chấm dứt. Vũ Hà và anh Nguyễn Hồng Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ tới. Thưa quý vị, chúng tôi cũng cảm ơn quý vị, và chúng tôi mời quý vị theo dõi một cái bản nhạc tôi viết cách đây 41 năm có tựa là Tôi hỏi tôi. Tôi hỏi tôi như thế nào thì mời quý vị nghe bản nhạc này. Tôi hỏi tôi rằng tôi còn nhớ nước trôi sông nước chảy về đâu, biển rộng biển thắm một màu, màu da chưa xóa kiếp người lầm than. Tôi hỏi tôi rằng tôi còn nhớ trôi có còn gì đâu, còn lại một kiếp lưu đầy, hay đò qua bên tắm đời lầm than. Tôi hỏi tôi, tôi hỏi tôi, bên kia mấy chục triệu người, một thế giới hoang đầy u tối. Tôi chưa trả lời người ơi, tôi mê ngủ rồi người ơi. Tôi hỏi tôi, tôi hỏi tôi, bên những gấm cuộc đời này, một thế giới u mê tình nhân thế. Tôi hỏi tôi rằng tôi còn nhớ nước non kia có chờ ngàn năm, mà rằng mình yêu nhiều rồi, nhưng tình yêu đó có bằng bàn tay. Tôi hỏi tôi rằng tôi còn nhớ
nước trôi sông ngược chảy về đâu, biển rộng biển thắm một màu, màu da chưa xóa kiếp người lầm than. Tôi hỏi tôi rằng tôi còn nhớ, tháng năm trôi có còn gì đâu, còn lại một kiếp lưu đầy, hay đò qua bên đắm đời lầm than. Thế giới khóc than đầy xem xiết đi, tôi chưa trả lời người ơi, tôi cúi mặt rồi người ơi. Tôi hỏi tôi ôm khăn gói cuộc đời này của thế giới hôm nay còn gì đây. Người ơi, tôi quên hết rồi. Tôi hỏi tôi rằng tôi còn nhớ, nước non kia có chờ ngàn năm, mà rằng mình yêu nhiều rồi, nhưng tình yêu đó có bằng bàn tay.